Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Ngầu đang solo với ADC, bật cung tà ba bắn. Hai xạ thủ đang solo và cung tà ba liên tục. ADC là người chiến thắng trong pha thi đấu vừa rồi. Từng cuối cùng thì Băng vẫn chiến thắng Arate một lần nữa trong ván thi đấu này. Mạnh rồi, nhưng Hero cũng đang bị bắt lại. Double kill thuộc về Băng và Băng vẫn còn quét sạch dành cho Sài Gòn phát tê. Hero và Gấu đánh nhau thêm một lần nữa ở khu vực đường trên này. Và ai sẽ là người phải nằm lại đây? Hãy subscribe ngay kênh Liên Quân Mobile eSports-Garena để cập nhật những thông tin và các trận đấu eSports đỉnh cao.